Xin chào các bạn, trong tập trước, Như Lai đã đóng giả làm đấu sĩ Atula để lèn vào đồn địch. Sau đó nhờ tên quan văn mang phòng thư trở lại thiên cung đưa cho Sát Tâm quan âm. Trong lúc này, Sát Tâm đang thảo luận cùng với bốn trưởng lão trong thiên cung. Tên quan văn hốt hoảng tiến vào trong rồi đưa phòng thư sao cho Sát Tâm. Ý định của Như Lai là kết thúc chiến tranh. Nhưng bước đầu tiên cần phải làm đó là để cho thiên quân rút lui khỏi vòng ngoài, quay trở lại bảo vệ thiên cung. Điều này lập tức nhận được sự phản đối đến từ bốn vị trưởng lão. Hành động rút quân vào thời điểm này sẽ tạo ra nguy hiểm khó lường, đồng thời cũng khiến cho thiên giới mất hết uy nghiêm. Như Lai sớm đã biết ý kiến của mình sẽ nhận phải phản đối, nên chỉ sau chuyện thuyết phục thiên giới cho Sát Tâm rồi biến mất. Điều này làm cho Sát Tâm cũng bực bội, nhưng cũng hết cách. Các trưởng lão phản đối kịch liệt, khuyên Sát Tâm tuyệt đối không thể tin vào lời của Như Lai. Theo bọn họ thấy thì việc lẻn vào đồn địch là giả, đầu hàng địch làm phản mới là sự thật. Mỗi người ở đây đều có tâm huyết mấy trăm năm của mình, tuyệt đối không thể để cho Atula đổ bộ đến thiên cung. Sát Tâm thì vẫn tin tưởng Như Lai, đồng thời còn nhắc nhở bốn trưởng lão, nếu bọn họ đã suy nghĩ cho thiên giới như vậy, vậy thì tự mình đến trấn thủ tiền tuyến đi. Lời này làm cho cả đám nín họng, thân là thống lĩnh tối cao nhất của chiến sự này, mọi người chỉ cần chấp hành là được. Hắn ra lệnh bắt đầu kế hoạch rút quân. Về phần Như Lai thì đi tới gặp La Hầu. La Hầu dường như sớm đã biết đối phương trà trộn vào trong đại doanh Atula. Mục đích vị tôn giả này đến đây chính là thuyết phục cuồng vương lui binh. Đây là cuộc chiến đã trải qua vài ngàn năm, đâu chỉ dựa vào vài câu thuyết phục là được. Hơn nữa Atula chưa từng có chuyện hòa giải. Như Lai nghe vậy liền muốn dùng chiến đấu để truyền đạt tâm ý. La Hầu thì lại chờ mong, bất cứ kẻ nào khiêu chiến, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Như Lai bạo phát sức mạnh, trực tiếp sử dụng ra kim thần, xem ra là muốn chiến đấu nghiêm túc rồi. Như Lai lao lên tấn công phủ đầu, đánh ra vài trăm trường lực. La Hầu cũng vung đao đáp trả lại, nhưng tốc độ tránh né của Như Lai lại quá linh hoạt, dễ dàng tặng cho đối thủ một cước vào mặt. La Hầu liên tiếp vung đao trả đòn. Kinh lực sắc bén được chém ra dễ dàng xé rách mặt đất hay chém nát tảng đá. Hai người đánh nhau từ trên ngọn núi xuống dưới quân doanh. La Hầu lại sử dụng tuyệt chiêu ngưng tụ sai trăm thanh đao chém xuống. Như Lai nhảy lòng vòng tránh né, dù đã né được 99% công kích. Nhưng chỉ cần một thanh đao bổ trúng cũng có thể đánh cho bị thương. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thư giãn thì cuồng vương đã lao tới tấn công dồn dập. Như Lai buộc phải sử dụng thần kỹ, ngưng tụ ra thân ảnh kim cang khổng lồ, sau đó tung nắm đấm tấn công. Tốc độ xuất chiêu quá nhanh, hắn ta không kịp tránh né nên bị ăn một đấm vào mặt, khiến cơ thể bay vào vách núi. Như Lai lại giáng xuống một đấm cực mạnh nữa, La Hầu dùng hai thanh đao ngăn cản, vụ va chạm tạo ra dư chấn khủng khiếp. La Hầu bị chèn ép, suýt chút nữa phải quỳ xuống đất. Như Lai thừa thế tiến công, giáng nhiều cú đấm xuống người La Hầu. Tưởng rằng cuồng vương sẽ bị đè bẹp bởi sức mạnh khủng khiếp này, nhưng không, càng bị ăn đòn thì hắn ta lại càng mạnh. Hắn bạo phát đấu hồn ép lui đối thủ, sau đó bắt đầu xông lên phản công chém liên tục vào cơ thể người khổng lồ. Dù cơ thể có là kim cang cứng rắn thì cũng không thể đỡ nổi đòn công kích đầy uy lực của cuồng vương. Một cánh tay bị chặt đứt rơi xuống đất, sau đó hắn lại cầm đao bổ một cú cực mạnh vào đầu kim cang khổng lồ. Nhận thấy không ổn, Như Lai buộc phải đi ra ngoài ngăn cản. Dù cơ thể có kim thân bao bọc thì vẫn bị lưỡi đao cắt trọng thương, đổi lại thì La Hầu cũng bị trúng một đấm rơi xuống dưới. Như Lai thừa thế phản công, điều khiển người khổng lồ giáng cú đấm khủng khiếp về phía La Hầu. Hắn ta thấy vậy cũng bạo phát sức mạnh ngăn cản, đánh tan kim thân khổng lồ. Ngay khi kim thân bị phá, Như Lai lại sử dụng ra thần kỹ, ngưng tụ sức mạnh vào nắm đấm rồi đánh một đấm vào trán La Hầu. Hắn ta bị đẩy lui lại vài bước nhưng vẫn kịp phản công chém một đao vào ngực đối thủ. Như Lai không mình chịu đựng, sau đó liên tục tung nắm đấm vào người đối thủ. La Hầu cầm hai thanh đao quay tròn tạo thành một cơn lốc xoáy khiến Như Lai không thể tiếp cận lại được. Kinh lực từ lốc xoáy liên tục bạo phát ra xung quanh. Kinh lực sắc bén vô cùng, nó dễ dàng cắt qua kim thần, chặt đứt một cánh tay của Như Lai. Không chịu bỏ cuộc, Như Lai liều mạng lao xuyên qua lốc xoáy để giáng một kích khủng khiếp trả đòn. Đến đây thì hai người đã không còn đọ chiêu thức nữa mà đọ sức chịu đựng. Hai bên ăn miếng trả miếng liên tục để xem ai sẽ là người ngã xuống trước. Sau một màn giằng co, La Hầu đã bị một đấm đánh xuyên tim. Mà kết cục của Như Lai cũng không tốt hơn, cơ thể bị thanh đao đâm xuyên người. Trận chiến kết thúc với kết quả là cả hai cùng mất mạng.